kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đảng có thật lòng chống tham nhũng hay không? Trong những năm gần đây, tình hình tham nhũng đã lan rộng và phổ biến đến mức mất kiểm soát. Song việc thu hồi tài sản tham nhũng lại gặp khó khăn bởi sự bất cập của hệ thống và các văn bản pháp luật. Truyền thông nhà nước vào tháng 4 năm 2021 đã đưa tin cho biết Ủy ban Kiểm tra Tư pháp của Quốc hội đã thừa nhận hạn chế trong việc xử lý tham nhũng hiện nay là kết quả công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng kinh tế còn thấp. Theo truyền thông lúc đó, tổng số tiền phải thu lại trong các vụ án tham nhũng là lên đến 72.000 tỷ đồng, nhưng chỉ thu được khoảng 4.000 tỷ đồng, tức là chỉ chiếm khoảng chưa đến 5%. Kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng vào năm 2023. Để giải quyết tình trạng này, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí đã đề xuất Quốc hội cần phải xây dựng luật đăng ký tài sản. Theo ông Lê Minh Trí, hiện nay Việt Nam chỉ mới kiểm soát tài sản trong các hệ thống đảng và chính quyền, nhưng việc kiểm soát tài sản trong xã hội vẫn còn bỏ trống. Bởi hầu hết các tài sản tham nhũng, người ta nhờ người khác đứng tên nên không ai đụng vào được. Đánh giá và phát biểu của ông Lê Minh Trí, giới chuyên gia cho rằng đó là một sự biện minh mang tính tránh né. Vấn đề là tại sao Bộ Tư pháp vào năm 2020 đã đưa ra dự thảo về việc đưa số liệu thu hồi tài sản tham nhũng vào danh sách tối mật theo quy định tài khoản ở khoản 14 điều 7 luật bảo vệ bí mật nhà nước quy định 2018 như thế. Điều đó cho thấy có một chủ trương lớn bao trùm trong việc bao che cho các quan chức nhà nước tiếp tục tham nhũng. Bởi vì chỉ có quan chức mới tham nhũng được, mà đã là quan chức thì phải là đảng viên Đảng Cộng sản. Cho nên nếu cho công khai tài sản, có thể sẽ được người dân biết sự thật và tình trạng tham nhũng trầm trọng, dân sẽ mất tin tưởng vào đảng. Cho nên tốt nhất đưa tài sản tham nhũng vào danh sách tối mật. Thực chất ở đây là lãnh đạo đảng không muốn minh bạch tang vật thu hồi trong vụ án tham nhũng. Điều đó chứng tỏ Đảng Cộng sản Việt Nam không thật lòng chống tham nhũng, thậm chí còn dung túng cho tham nhũng. Trong các đại án gần đây như vụ chuyến bay giải cứu đã đưa ra xét xử, hay đại án Việt Á sắp xét xử, tình trạng cũng tương tự. Cơ quan điều tra của Bộ Công an cố ý bóp méo số tiền nhận và đưa hối lộ của công ty Việt Á. Cụ thể, theo lời khai ban đầu của Phan Quốc Việt, Việt đã chi tới 800 tỷ đồng để bôi trơn cho các quan chức, song kết luận điều tra đã ngót đi, cuối cùng chỉ còn có 106 tỷ đồng. Vậy số tiền chênh lệch đến 700 tỷ đồng đó đã đi đâu là câu hỏi được đặt ra. Nếu Bộ Công an cố ý giấu bớt đi thì dân làm sao mà biết được? Mà biết đâu số tiền chênh lệch này lại rơi vào tay cơ quan điều tra thì sao? Kể cả trong trường hợp tài sản tham nhũng được trả về ngân sách nhà nước nhưng không công khai thì dân cũng không biết. Lúc đó, việc thu hồi tài sản tham nhũng cũng chỉ là việc vô nghĩa. Theo giới chuyên gia, vấn đề chống tham nhũng hay thu hồi tài sản tham nhũng phải làm từ gốc, nghĩa là phải ngăn chặn từ nguyên nhân mầm mống gây ra tham nhũng này. Đồng thời, luật pháp thì phải nghiêm minh, phải mang tính răn đe cao, phải xử lý thật nghiêm, kể cả áp dụng hình án tử hình theo quy định. Những kẻ tham nhũng bị bắt phải trả một giá thật đắt, thì lúc đó người khác mới khiếp sợ, không còn dám tham nhũng nữa. Muốn làm được như vậy thì phải xóa bỏ chế độ chính trị độc đảng và cơ chế quản lý hiện nay, vì đây chính là môi trường đã và đang nuôi dưỡng mầm mống để sinh ra tham nhũng. Thứ trưởng Bộ Công an, ông Nguyễn Duy Ngọc, cũng xin nhắc lại cách đây khoảng một năm, cũng đã có ý kiến đưa ra trước Quốc hội về việc đề nghị thu hồi tài sản bất minh, nhưng đa số các đại biểu Quốc hội không tán thành, bởi làm như vậy sẽ đụng chạm đến chính quyền và quyền lợi của họ. Đó là lý do vì sao mới đây báo Chính phủ vào ngày 11 tháng 10 cho biết thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng kinh tế đạt hơn 20.000 tỷ đồng. Nhưng đa phần người dân vẫn không tin bởi lý do con số thu hồi tài sản tham nhũng phải được công khai minh bạch thường xuyên và rộng rãi. Nghĩa là người dân có quyền và có trách nhiệm kiểm soát hoạt động của nhà nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Đảng có thật lòng chống tham nhũng hay không? Mua quan bán chức trong công tác nhân sự và bài học nhãn tiền của ông Tổng Bí thư. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8 đã bị tập thể Ban chấp hành Trung ương và các cựu quan chức thuộc Hội đồng Lý luận Trung ương cáo buộc có rất nhiều sai phạm trong việc để lọt vào Ban chấp hành Trung ương Đảng nhiều người không đảm bảo tiêu chuẩn
theo quy định. Công luận lâu nay cho rằng chưa có bao giờ Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền của họ lại để xảy ra tình trạng cán bộ chạy chức chạy quyền, dùng tiền bạc và vật chất để mà mua ghế. Trầm trọng như thời ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí Thư. Giới quan sát quốc tế cũng như ở Việt Nam đều có chung một nhận định rằng với kinh nghiệm về tổ chức nhân sự, trong thời gian dài ông Trọng cũng muôn vàn quỷ kế. Không ai có thể theo kịp. Với các thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn nên ông Trọng đã quật ngã hầu hết các đối thủ chính trị hay những người muốn tranh giành quyền lực của ông. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, người chịu trách nhiệm về công tác nhân sự của Đảng. Với cách làm việc độc đoán, thiếu minh bạch, một mình một ngựa, giả sử ông Trọng tay phải sắp xếp nhân sự, tay trái để cho đàn em bán chức thì ai biết được có ma ăn cỗ hay không. Hoặc giả như ông Trọng làm ngơ đi, bật đèn xanh tạo điều kiện cho tay chân thao túng, môi giới, khiến tình trạng cán bộ chạy chức chạy quyền, mua bán chức tước thì cũng không ai biết. Đó là lý do trong các kỳ đại hội Đảng gần đây, dư luận cứ hay thắc mắc tại sao các quan chức lứa mới bổ nhiệm toàn loại lãnh đạo vươn lên bằng mánh khóe, dùng thủ đoạn chính trị và tiền bạc để mà thăng tiến. Đa phần đi lên từ cán bộ đoàn, công tác thanh niên, công tác đoàn thể, xong lại biết nhẫn nhục, biết lấy lòng quan trên, rồi học lại tại chức kiếm cái bằng cử nhân, cộng thêm cái bằng lý luận chính trị cấp cao vân vân. Để rồi cứ đến hẹn lại lên, vài ba năm lại nhảy từ cấp xã lên cấp huyện, rồi lên cấp tỉnh. Anh nào tốt số còn được luân chuyển, tót lên tận trung ương, kể cả lọt vào bộ chính trị cũng chẳng phải là không thể. Nhưng với điều kiện là mỗi nước thang danh vọng, muốn có quyền thì phải đi đôi với có tiền để chi, để mà mua ghế. Vốn ít thì mua ghế nhỏ, đi với bổng lộc khiêm tốn, gom đôi ba năm, có món kha khá nặng tay, lại mua ghế cao hơn. Bởi quy luật bất thành văn của lũ quan chức thăng tiến ngày nay, tiền nào thì mua ghế ấy. Ghế càng to thì bổng lộc càng nhiều, thì chi lại phải càng lớn. Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, đi bên trong còn để quốc khách thì đi bên ngoài thảm đỏ. Quy trình nhân sự như vậy nếu mới sản sinh ra các loại quan chức lãnh đạo ăn nói lắp bắp hay ngọng níu ngọng nồ như các Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Phùng Xuân Nhạ. Điển hình phải kể tới là lãnh đạo lấp cấp như Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ông Hùng đã cư xử rất thách lễ khi được Thủ tướng Phạm Minh Chính giao cho đi đón quốc khách là Thủ tướng Malaysia. Nguyễn Văn Hùng làm đến chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Ủy viên Trung ương Đảng, vậy mà không biết các quy tắc ngoại giao tối thiểu. Thay vì phải đi ngoài để nhường thảm đỏ cho khách, thì phải đi lùi phía sau khách thì ông Hùng lại nghênh ngang đi ngang hàng, và lại còn chiếm trệ chiếm giữa thảm đỏ, để quốc khách phải đi bên ngoài đường. Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ. Đó là những ví dụ chua chát về chất lượng nhân sự lãnh đạo, những sản phẩm trực tiếp do ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tạo ra. Đó cũng là lý do vì sao dưới thời ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra tình trạng đấu đá tranh giành quyền lực triền miên. Bởi ghế được mua hoặc được thỏa thuận đổi trác nên càng cao thì giới lãnh đạo mới cảm thấy an toàn. Cho nên bằng mọi giá họ cũng phải leo lên thật cao, chui vào thật sâu. Nếu không để xa cơ lỡ bước, phải rời ghế thì sẽ bị phía đối thủ làm thịt ngay. Bản thân ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đang ở trong tình trạng đúng y như vậy. Đây chính là cái hệ quả cho việc chọn lọc nhân sự do mua quan bán chức là chủ yếu. Nay điều đó đã trở thành bài học nhãn tiền. Ông Trọng cũng muốn rời ghế, muốn về hưu, muốn thành người tử tế cũng không thể được nữa. Trong ba nhiệm kỳ làm Tổng Bí thư, ông đã gây thù chuốc oán quá nhiều. Nên bây giờ nếu ông Trọng nhấc đít lên là kẻ thù sẽ dìm ông xuống bùn đen ngay lập tức. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin mua quan bán chức trong công tác nhân sự và bài học nhãn tiền của ông Tổng Bí thư. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.